anh ơi ờ sao anh lại ngồi đây uống rượu chỉ là hơi ờ à, có chuyện gì vậy anh anh bị sao vậy không có chuyện gì hết đâu có phải là vì cái chị ở trại trẻ mồ côi không vì người chị đó mà anh tới tận tổ pháp lý luôn hả mà có chuyện gì vậy Tới anh cũng phải đứng ra giúp đỡ mới được sao Anh cũng đâu có giúp được gì Xin lỗi cậu vì bây giờ tôi mới liên lạc Tôi với Hà Duân đang rất vui Cậu đừng lo lắng nhiều quá Tôi sẽ liên lạc lại sau Là chị Ân Hi hả Đây là cái cô mà khiến anh bận lòng có đúng không Cái cô là sao chứ Nhiều tuổi hơn em nữa Anh à? ừ, Sao Chị đó là ai mà anh lại nổi giận với em như vậy chứ Anh hả Làm sao mà em biết được là chị đó bao nhiêu tuổi chứ Không biết gọi là sao nên em mới gọi là cái cô đó Cái chị đó thôi Có gì sai đâu Nếu như anh đã gọi là chị Thì đương nhiên là người lớn hơn Đâu phải cái cô này cái cô kia Cũng đâu có gì to tác mà em lại vậy Bởi vì anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy hết Đây là lần đầu tiên em thấy anh như vậy đó tình huống bây giờ đang không được tốt nên anh hơi nhạy cảm anh xin lỗi đừng nói tới nữa ờ chị không chị ấy cũng chỉ gửi tin nhắn thôi cậu cũng vậy hả tôi đã gọi lại liền rồi nhưng mà cậu ấy đã tắt máy cái con nhỏ này biết mình đang lo lắng mà thôi được rồi tôi biết rồi rốt cuộc là cậu đi đâu vậy <laughs>

Oh. ờ <laughs> chắc còn lạnh lắm ha mẹ xin lỗi chúng ta về nhà nha <laughs> nè cậu ở đây sao tôi cũng đang định gọi điện cho cậu đó sao gì hôm qua cậu đánh sơ xúc chim thật hả <laughs> dạo này cậu bị sao vậy cẩn thận chút đi gì? chuyện của anh hi hả anh hi có liên lạc tới không chắc là đã gọi cho cậu rồi <laughs> sao tôi phải nói chuyện đó với anh chứ còn nữa dù có gọi tới hay không thì xin anh cũng đừng bận tâm tới chị anh hi nữa đừng có hỗn xược nữa khi nào cô ấy gọi thì lập tức báo cho tôi biết chuyện này nếu để càng lâu sẽ càng rắc rối đó anh nói gì anh chỉ có thể nói được như vậy thôi hay sao tôi cảnh cáo rồi đó bây giờ con lại đánh người nữa sao con xin lỗi ba trước mặt bao nhiêu người lại đi đánh cả tiền bối của mình à con sẽ cứu không để chuyện tương tự xảy ra nữa là vì cô gái ở cô nhị viện sao nếu không muốn nói thì không cần phải nói con sẽ cẩn thận hơn con thôi làm đạo diễn đi rồi ra nước ngoài đi học ba vậy là quá đủ rồi ba cũng không thể đợi thêm được nữa dừng lại đi trên đời này làm gì có bí mật tới một lúc nào đó mọi người sẽ biết con là con của ba nếu đã là người thừa kế chức chủ tịch công ty thì phải hành động cẩn thận phải biết suy nghĩ trước sau đừng có sống theo cảm xúc như vậy nữa con rất xin lỗi ba chuyện ngày hôm qua con chuyện đi du học, con cần thời gian để suy nghĩ thêm. Lý Gân vu ba ép buộc con thì cũng chẳng có lợi ích gì cho ba mà. Con sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình, với tư cách là con trai của một đạo diễn. <laughs> ba Dượng hả? nói như vậy có nghĩa là người phụ nữ đó kết hôn rồi đứa bé có ba giường thì phiên tòa sẽ càng phức tạp hơn có phải không Ai, tôi biết rồi ừ cậu có tôi... chuyện gì hả tôi chỉ hỏi một vài điều cho bộ phim mới thôi đừng có ngồi đó mà nghe ngóng nữa nè sao chuyện gì của tôi cậu cũng muốn biết hết vậy gì đó là cậu Ai... <laughs> Mình bắt chị ta bồi thường một triệu hai trăm ngàn won. Mà cái áo đó lại là hàng giả mới chết chứ. Ai, thiệt tình đó. Cậu lại tới đây làm gì nữa? Tới, tới gì chứ? Chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi Cô đi đường của mình đi À, à đúng rồi À đúng rồi Gì à, gì 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 nữa đây Có phải cô vẫn đang giữ cái áo của tôi bị đổ cà phê vô đúng không Anh hỏi vậy là sao À chỉ là giờ nãy đột nhiên tự dưng tôi lại nhớ tới cái áo đó thôi Tôi chỉ hơi khó chịu vì cô đang giữ cái áo của mình vậy thôi Chỉ là tôi muốn biết coi chị đã dứt bỏ nó hay là cho cô như vậy rồi Tóm lại là chị cũng đừng có giữ cái áo đó làm cái gì nha Tạm biệt à phải 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 rồi à phải rồi chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi cho nên là cô hãy xóa số điện thoại của tôi luôn đi tôi cũng sẽ xóa sạch luôn à. tôi muốn khóc quá đây nè cậu tác vô mặt tôi một cái đi hả à. cậu thật sự muốn chết hả sao cứ lỡn giỡn xung quanh tôi hoài vậy tôi có lấy cái áo đó ra biểu diễn thời trang á hay là đi nấu canh á thì cũng đâu có liên quan gì tới cậu nữa bởi vì cái áo đó là của tôi tôi đã mua hết một triệu hai trăm ngàn quan bằng chính mồ hôi nước mắt của tôi đó phải đương nhiên là của cô cậu mà còn xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa thì lúc đó tôi sẽ nghiêng nát cậu <laughs> ra rồi làm đồ uống luôn đó à còn nữa cái áo len đó không hề hợp với cậu đâu nha đúng là trát rưởi mà <laughs> <laughs> Cậu thích ơn Hi tới như vậy Sao hai người không lấy nhau luôn đi Nếu như làm như vậy Mà có thể bảo vệ được hai Jun Thì tôi cũng sẽ làm Ba rồi có thể gặp bất lợi Pháp luật nghiêng về đứa bé Nguyên tắc sẽ là bảo vệ đứa bé Có một môi trường phát triển tốt

<laughs> con sẽ làm mắt ừ. bằng xúc xích bò Nếu vậy thì mẹ sẽ Làm mũi bằng bông cải nè ừ. Đây Con không thích bông cải xanh Không ngon gì hết Phải ăn rau củ thì mới khỏe mạnh được chứ con Miệng thì làm bằng cái gì ta ừ. ớt chuông đỏ Ồ, Ồ con ừ. Vậy thì phải bỏ xúc xích không bò ra đâu. chứ Bỏ thêm xúc xích vào đi à, Mẹ biết rồi <laughs> ừ <laughs> ờ, mẹ bị dính bột rồi kìa Ơ, ờ, vậy sao à, lao cho mẹ đi ơ ờ, mặt mẹ nóng quá ờ nóng hả à, tối qua mẹ có hơi sốt một chút thôi mẹ uống thuốc rồi giờ thì thích phô mai lên hai đi rửa tay rồi đợi mẹ chút xíu nha mẹ sẽ làm xong liền dạ ừ à. Sao? Con, con nói cái gì? Xúc chin à, bây giờ con còn tỉnh táo nữa hay không? Con định làm gì với ai? Con sẽ kết hôn với anh Hi. Kết hôn rồi thì con sẽ đón Ha Jun về. <laughs> con đang nói cái gì vậy? Đưa Ha Jun về rồi mẹ sẽ bỏ con à? Con lấy đâu ra cái suy nghĩ ngu ngốc đó? Tại sao lúc đó Mẹ không thể nói với con Là vì con đó Mẹ muốn con kết hôn đàng hoàng Vậy mà Bây giờ con nói là sẽ lấy ân hy làm vợ sao Tại sao vậy Con sợ cái gì mà lại muốn kết hôn với nó Tại sao Con chỉ cần đưa Hai Jun vậy là được rồi Con không còn cách nào khác cả Tại sao không còn cách nào khác Chỉ cần dùng luật pháp chứng minh con Tất là ba Tất cả mọi người Đều biết ân hy chính là mẹ của Hai Jun Là mẹ đã tạo ra điều đó mà Mi Xuất đã tung sự thật đó lên báo chí có nên nói Hai Dung đã bị mẹ bỏ rơi hay không? Còn ân hy chỉ nhặt thằng bé về nuôi. Chuyện đó, dù vậy thì chuyện này cũng không được. Chuyện này không thể được. Không được là không được. Không còn con đường nào khác. Con sẽ kết hôn với anh Hy. Dù sao thì người con gái mà con muốn kết hôn cũng bị mẹ ghét thôi. Vậy thì không còn cô gái nào khác. Anh Hy là tốt nhất rồi. Đối với Hai Jun đó chính là người mẹ tốt nhất. Mẹ sẽ nuôi Hai Jun. Còn con gặp gỡ một số cô gái tốt Rồi sống một cho mình thì mẹ phải làm cho bao nhiêu người khổ sở nữa đây hả mẹ Xúc chin à Con không có đối tượng nào muốn kết hôn hết mẹ Hay là lấy cô gái mà mẹ chọn cho Nếu như Mẹ làm như vậy thì liệu cô gái đó có hạnh phúc hay không Cướp hai dung từ tay ơn hi Rồi giao lại cho mẹ hay sao Được thôi Con sẽ làm vậy nhưng mà hai dù nó sẽ hạnh phúc sao mẹ Con và ơn hi cũng sẽ hạnh phúc sao Con xin mẹ dừng lại đi Hả? Mẹ không biết vì lòng tham của mình mà khiến cho bao nhiêu cuộc đời của bao người phải chịu khổ sở không hả? Đúng vậy. Dù có như vậy cũng không được. Không được. Mẹ không thể tưởng tượng nổi việc ân hy làm con dâu của mẹ. Tại sao? Ân hy có gì không được chứ? Em ấy là một cô gái tốt bụng và chân thành. Còn nữa con nghĩ rằng Ân Hy là người có đủ tư cách nhất để bước vào nhà này Ý của con là sao? Con sẽ bù đắp cho ân hy tất cả những gì mà mẹ đã gây ra cho em ấy. Mẹ đã làm sai cái gì chứ? Con đừng nói mấy điều dớ dẫn đó nữa. Mau khởi tố đi. Vậy thì, con sẽ nói hết tất cả. Tại sao hai dù lại bị bỏ rơi, bị bỏ rơi như thế nào? Còn đối với mẹ ân hy em ấy, là con gái của người nào? Con sẽ nói tất cả. Xúc chi à? Mẹ hãy chuẩn bị hôn lễ cho con đi. Khi nào hai Jun và Anh Hy trở về, sẽ lập tức tiến hành luôn. Nó... nó dám. <laughs> mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Chị à, Chị đang ở đâu vậy Cháu ơi Mẹ con đang bị bệnh Hình như mẹ con bị đau lắm Con có gọi thì mẹ cũng không vậy Làm sao bây giờ đi chú Ờ à, Bây giờ con đang ở đâu Dạ con không má Con nói từ từ thôi Từ từ thôi Đừng khóc nữa Dạ con với mẹ mới tới hôm qua Hayuna con có thể giải thích cho chú là bây giờ con đang ở đâu được không ờ à, con thấy xong rồi gì nữa phải bắt xe buýt rất lâu sao Hayuna, xung quanh có người lớn nào không con thử tìm người lớn xem người lớn hai chú cậu bé à sao con khóc vậy Cô con nghe má giúp con vậy à. <laughs> ừ. alo um ở đây sao dạ hình như con biết chỗ đó rồi cô ơi cô giúp con xem thử mẹ đứa bé đang bệnh ra sao được không mẹ ơi ôi trời đất ơi cô gì ơi nè cô cô tỉnh lại đi cô gì ơi <laughs> à cô ơi cô dạ luôn dạ anh giúp em uh, lấy xe ra giùm em hợp hai cái gì dời lại hết tất cả đi ly gu đi đâu rồi mà cậu lại phải mang cái này tới anh ấy vừa nãy thấy cậu ta chạy đi nhanh lắm đi đâu không biết anh ấy nói có chuyện gấp chuyện gấp sao chuyện gấp là gì Cậu ta không nói gì với cậu sao Dạ anh ấy nói lúc nào về sẽ nói Sau đó chạy đi mất Tôi xin phép đi chuẩn bị trước đây ừ. À Gần gu có nói cậu ta đi gặp ai. Mà thôi, cậu đi đi. Một lát nữa tôi xuống. Số máy quý khách vừa gọi hiện giờ không thể liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. À, hôm nay cô ấy không tới đâu mẹ đừng có ngó xung quanh nữa ơi lạ thật đó nha Quang xu nói là một ngày cũng không nghĩ mà ngày nào mẹ cũng chửi nó là ăn nói tào lao vậy bây giờ mày lại tin lời nó hả mắc cười thiệt chứ ờ à, đúng vậy dù biết mà vẫn bị nó lừa đó à, nhưng mà có chuyện gì vậy ta sao lại không tớ vậy chứ nè con nhắn tin hỏi coi con hả đúng vậy hai đứa cũng quen nhau một thời gian rồi mỗi hàng chút cũng có sao đó <laughs> hình như nó thích đạo diễn gu ngu lắm <laughs> Ê, đúng rồi đó bây giờ con cũng hiểu chuyện thế gian hơn rồi quen một tên như thằng seo xuống chin đúng là thấy phiền phức mệt mỏi quá trời luôn <laughs> chị à chú ơi xảy ra chuyện gì vậy à bé con à ăn tối thôi con ờ à ý trời cậu là là người gọi điện hồi nãy sao ờ, dạ cô ấy bị sốt cao quá nên chồng tôi đã đưa cô ấy tới bệnh viện để khám dạ con cảm ơn cô họ nói là cô ấy sẽ hạ sốt nhưng mà nếu vẫn không hạ thì phải gọi cấp cứu chăm sóc cẩn thận nha dạ con cảm ơn cô nhiều chú ơi, ờ được rồi không sao đâu hai du nè. cả ngày nay mẹ chưa nhìn con lần nào hết, mẹ cứ đổ mồ hôi rồi còn bệnh nữa. chú sẽ chăm sóc mẹ, con đừng lo lắng nữa, biết chưa? Lại đây với chú. À, à, làm ơn đổ chuông đi đổ chuông đi à. Để coi đã hôm nay cô về sớm quá ha tôi có đến chỗ cô nhưng mà không thấy trời lạnh lắm nên chúc cô có một buổi tối ấm áp ấy không được không được À, sao định cô ta lại mệt mỏi quá vậy chứ? Mệt quá. Tôi không biết bánh mì cô thích là gì, nên tôi cứ gửi đại vậy. Hi, hi, hi. Không biết, không biết, không biết. Không biết đâu. Cái thằng này đang chơi mình hả? Con người này bị sao vậy ta? Cậu không xong rồi nha. Tôi sẽ chặn số của cậu luôn đó. ờ chị nghe đây chuyện sao rồi đang ở nhà nghỉ đó hả ờ chị tới liền bị bệnh được rồi đương nhiên là phải bệnh thôi chắc là cô ấy mệt mỏi lắm cậu biết mà chỉ cần không chống đỡ nổi á thì dù một lần cũng sẽ đổ bệnh thôi thôi được rồi cậu nhớ chăm sóc cậu ấy nha ừ À, thường xuyên liên lạc nha, nhớ đó Trời ơi, mừng quá Theo như tôi thấy thì Đó không phải là tình chị em mà là tình yêu Yêu đơn phương sau đoạn một người con gái Trời ơi, làm sao đây chứ Làm sao đây Cầm lấy quả bóng rồi trốn thôi Nè, đừng cứ chạy theo cô Nè, lại đây Lại thế nào Suốt 6 năm đều ở cùng với nhau Tối thì về lại nói chuyện video nếu đó không phải là hẹn hò vậy thì còn là cái gì Ô, Lê gánh của... <cười> <cười> Ai nhìn vô cũng biết ngay là cậu đang yêu rồi Nếu không phải là yêu thì sao cậu lại quỷ quay phim để nắm tay của ấy chạy đi hả à, à, Gánh à Bây giờ tôi phải làm sao đây Lớn chuyện rồi Hà Dương Anh à. Là cậu sao Sao cậu lại ở đây chứ Chắc tôi làm cậu lo lắng rồi tôi xin lỗi xin chị đừng để mình bị bệnh nữa làm tôi lo lắng lắm đó tôi biết rồi cậu đừng lo mẹ ơi hả ừ? à, chú với lại mẹ đang ơn nhau kìa <laughs> lại đi con, con. <laughs> không được bệnh đó phải sống thật hạnh phúc biết chưa Ừ <laughs> à, <ơi. một> <cười> <cười> Xin lỗi vì không gọi điện cho cậu được Cậu lo lắm đúng không Thôi bỏ đi Cậu không sao là tốt rồi Mình sẽ không làm vậy nữa đâu mà Đương nhiên là phải vậy rồi Trời ơi bánh bao của gì ơi con á có nhớ gì hay không vô phòng nha đi nè mình không có sao mà cũng đâu phải bệnh nặng gì đâu không có phải là ngày nào mình cũng làm cho cậu đâu cứ ở yên đó cho mình đi mình biết rồi mình cảm ơn cậu nhiều lắm Xin lỗi cậu nha, tôi cũng định xin nghỉ nửa ngày rồi, nhưng mà hôm nay có chương trình trực tiếp cho nên tôi hơi bận chút. Em biết rồi, chị đi đi, chiều em tới là được. vô à, mẹ đang bệnh cho nên là con phải nghe lời một chút đó nha, dì đi làm rồi sẽ về sớm thôi. Dạ. Yeah. Tôi đây á, biết rất rõ là cậu có ý gì với ân hy đó nha. Đừng có kéo dài thời gian thêm nữa, biết chứ? Gì chứ? chị mau đi đi chị nói bận mà tôi biết rồi chà gì đi làm nha cục cưng cứ... ở nhà ngoan nha con chơi cùng với chú đi lại đi rồi qua đây qua đây xem cái này nè xem cái này nè trước đây tôi rất vui khi anh ấy gọi cho tôi nhưng bây giờ thì tôi không còn cảm giác đó nữa chị đã từng cảm thấy rất vui khi xúc Chinh gọi tới sao đương nhiên là vậy rồi là con trai của cô còn là người anh cùng quê nữa sao chị lại tới tận gấp dên vậy ừ, chỉ là chị sợ tới vậy sao sao phóng viên sẽ tới vậy? à thì lúc đó tôi chỉ có ý nghĩ là muốn rời khỏi nhà thôi Tôi cảm thấy rất sợ những người đó. Tôi sợ họ nói gì đó với Ha Jun. Chị đừng sợ. Anh Hy mạnh mẽ đi đâu mất rồi. Mạnh mẽ hả? Dù cho mọi người đều ngăn chị, thì chị cũng đứng ra nói sẽ sống với Ha Jun mà. Một cô gái mới chỉ 25 tuổi. <cười> <cười> Đúng rồi. À, còn nó phải lắm, tôi cũng không còn nhớ nổi nữa. Chị phải cố gắng mạnh mẽ đối mặt như trước kia. Tôi sẽ giúp chị. Đây chính là nhà của chị, nhà của chị và Ha Jun. Tôi sẽ bảo vệ nó. Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và tốt bụng lắm đó nha. <laughs> Thôi đi, sao lại la cậu? ơi tôi tự làm được. Tôi sẽ không để cho chị phải một mình đâu. Tôi sẽ không để cho chị bất tình lình phải bỏ đi giống như vậy nữa. Tôi sẽ giúp cho hai người được sống thoải mái và an toàn, cho nên chị đừng lo lắng cũng đừng sợ. Chị biết chưa? nếu như mẹ thấy không khỏe lắm thì đi tới bệnh viện đi, cứ chạy hoài sẽ mệt lắm đó. Có thuốc rồi còn phải đến bệnh viện làm mẹ gì? Mẹ đã đi lấy thuốc rồi hả ở đâu vậy? Hai vun, đưa hai vun về đây. Hai vun chính là thuốc của mẹ. À, mẹ cũng thật là. Con đã nói là mẹ cứ từ từ đợi rồi. Mà. Tới bao giờ, mẹ còn không nhớ được bao lâu rồi chưa được nhìn thấy nó. Vậy cho nên con mới nói là con sẽ lấy anh Đừng nói mấy lời kết hôn, xin cưới gì nữa đau tim muốn chết đây nè Cho dù có gì ha Jun thì chuyện này cũng không được đâu Mẹ Nếu như mà ơn hi Kết hôn với người khác thì chúng ta sẽ càng bất lợi hơn Sao lại bất lợi, càng tốt hơn mà nếu như nó là người chăm sóc cho Ha Jun Tốt hơn cả con và mẹ trong suốt thời gian qua thì sao Lấy đâu ra được người như vậy Mẹ rất hiểu anh Hi Nó sẽ không mang Ha Jun đi kết hôn đâu Nó sẽ sống một mình Tóm lại là mẹ cứ ở yên đó đi con sẽ lo liệu chuyện này mẹ hãy mau ăn chút cơm đi mẹ có làm như vậy hoài thì cũng không có ai quan tâm được ôi trời ơi ôi trời ơi trời ơi thiệt là trời ơi ơi ờ anh là người tìm em đó hả anh hi về chưa hai vui nữa em không có muốn nói gì hết à, em nhờ anh á với tư cách là một con người nè em thật lòng xin anh á đừng có xía mũi vào chuyện này nữa anh cứ sống giống như là anh không hề biết về sự tồn tại của hai vui như là trước đây vậy đó không được anh à anh nói là không được anh đã rất hối hận vì mình đã sống như vậy Giờ không thể như vậy nữa. Em phải ngăn cản bạn của em lại đi. Hình như anh Hy quen được người nào đó tốt thì phải. Nhờ em nói em ấy gửi hai Jun cho anh rồi kết hôn và sống như bao nhiêu người khác đi. Quá ra là về rồi. Chà, chị mau ăn đi. Mẹ giống như em bé vậy đó <laughs> Hay là chú đúc cho mẹ nha Chà. À, Tôi tự ăn được rồi mà Thiệt là Hai Jun kêu tôi đúc cho chị mà A đi à... <cười> <cười> Con nữa Ok A à. Ôi trời giỏi quá ta <laughs> Chị mau ăn đi ừ? À gì Ơn ừ, hiên à Ăn à, à, đi Không sao đâu con